thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã Tam Bình cụ thể như sau. 1. Thành lập tổ an ninh trật tự thôn Liên Đông gồm có 1. Ông Nguyễn Thế Bộ, 2. Ông Nguyễn Duy Bắc, 3. Ông Nguyễn Lương Lai. Tổ an ninh trật tự thôn Liên Bắc gồm 1. Ông Nguyễn Văn Thắng, 2. Ông Mai Công Vụ, 3. Ông Nguyễn Duy Hòa. Tổ an ninh trật tự thôn Thái, tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Thái Hai gồm 1. Ông Lê Xuân Cường, 2. Ông Tổ Công Chính, 3. Ông Tổ Viết Bắc. Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Mỹ Giang gồm 1. Ông Tổ Viết Lương, 2. Ông Tổ Văn Thoại, 3. Ông Nguyễn Văn Tư. Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Sơn gồm 1. Ông Lê Đình Hiền, 2. Ông Phùng Trọng Trí, 3. Ông Tổ Đức Vĩ. Tổ an ninh trật tự thôn Ngọ Hạ gồm 1. Ông Phạm Ngọc Đông, 2. Ông Lê Văn Nga, 3. Ông Phạm Ngọc Đào. Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Ngọ Thượng gồm 1. Ông Hoàng Xuân Phước, 2. Ông Phạm Ngọc Lương, 3. Ông Ngọ Văn Biết. Điều 2. Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, các thôn thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 2, điều 5, chương 1, chương 2 của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức văn phòng thống kê, trưởng công an xã và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch ủy quyền đã ký. Quyết định điều 1. Công nhận các ông bà sau làm tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở các thôn trên địa bàn xã Tam Bình. 1. Ông Lê Đình Hiền làm tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Sơn. 2. Ông Lê Văn Nga làm tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Ngọ Hạ. 3. Ông Nguyễn Văn Thắng làm tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Lý Bắc. 4. Ông Tổ Công Chính làm tổ trưởng tổ an ninh bảo vệ an ninh trật tự thôn Thái Mai. 5. Ông Ngọ Văn Quyết làm tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Ngọ Thượng. 6. Ông Nguyễn Duy Bắc làm tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lý Đông. 7. Ông Tổ Viết Đơn làm tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Mỹ Giang. Công nhận tổ phó tổ an ninh trật tự tại các thôn như sau. 1. Ông Phùng Trọng Trí công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Sơn. 2. Ông Phạm Ngọc Đào công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hoàng Hạ. 3. Ông Nguyễn Duy Hòa công nhận làm tổ phó tổ an ninh bảo vệ an ninh trật tự thôn Lý Bắc. 4. Ông Tổ Quyết Bắc công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Thái Lai. 5. Ông Hoàng Văn Phước công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hoàng Thượng. 6. Ông Nguyễn Lương Lai công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lý Đông. 7. Ông Tổ Văn Thọ công nhận làm tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Mỹ Giang. Tiếp theo tôi xin thông qua danh sách tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Công nhận ông Nguyễn Thế Bộ làm tổ viên tổ an ninh trật tự thôn Liên Đông. Công nhận ông Tổ Đức Vĩ làm tổ viên tổ an ninh bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Sơn. Công nhận ông Phạm Ngọc Đông làm tổ viên tổ an ninh bảo vệ an ninh trật tự thôn Hoàng Hạ. Công nhận ông Lê Xuân Cường làm tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Thái Lai. Công nhận ông Nguyễn Văn Tư làm tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Mỹ Giang. Công nhận ông Phạm Ngọc Lương làm tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hòa Thượng. Công nhận ông Mai Công Vụ làm tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lý Bắc.